Xin chào mọi người, em giới thiệu đến mọi người một chiếc Gian XTC đời 2021 ạ. Xe còn nguyên bản, độ mới trên 97%. Hình thức xe rất là đẹp mọi người nhé. Xe bản màu sơn vân đá, màu xám rất là đẹp. Chiếc xe này thì bên em đang bán ra là giá 1.3 hay 1.2 gì đó. Cái xe 100 đời ngoài mới. Phanh dầu và bộ sử dụng xe sử dụng bộ group là Drell ấy mọi người. Có khóa thụt mà, thụt hơi mọi người. Hơi cấm một tí. Ai sử dụng là 3 đĩa và 10 líp. Cho là tốc độ là 30 tốc độ. Xe đi vượt mọi địa hình luôn. Xe này lên ngay luôn. Lúc nữa sâu. Xe. Trước người ta đi rất là ít này. Xe đẹp chưa một cái sự nên sẽ qua một người thích cái xe tầm trong. Cảm ơn mọi người đã xem video ạ.